không được tạm. Ok, nãy giờ chắc là ngưng lâu rồi đó. Đi quốc của anh đốt hả? Đúng rồi. Dạ, chào anh. Đã. Ủa mình ở đâu đến đó? Dạ, là anh vô đây đợi Nguyễn Long thôi. Bút lại rồi. Đợi ngày khẩu chắc là lên cái đây lại. À, nãy anh làm trên Bình Dương hay là anh làm với An Giang? Ở Bình Dương. Anh làm Bình Dương ha. Dạ. Mình làm ở đây lâu chưa anh? Dạ, 11 năm rồi. 11 năm rồi. Mà mình cũng đi về về anh. Dạ, nhưng mà từ ngày cậu mắc tới giờ cũng lên xuống đi lên được cũng muốn rồi. Vậy là mình cũng vào đây mấy lần rồi ha. 4 lần. Dạ. Ở dưới thì ở đây thì có hay nghe cải lương. Đó là bên hồ quản của năm của cậu năm. À. Của hồ quản của cậu. Dạ. Nghe hết. Dạ. Nghe mình cái mộ cậu lên đây cũng nhớ là cậu. Dạ. Bây giờ mình chưa làm được cái việc gì hết. À, nói chung là anh đang thất nghiệp hay sao anh? À, anh đang thất nghiệp ha. Lên đây với cậu năm cho có việc làm. Có việc làm nghe. Dạ. Dạ. Hồi nãy em thấy con bướm nó cũng đậu con bướm đen đó. À, em nghĩ là thường người ta nói bướm vào nhà là giống như là người đã mắc về, đúng không? Người đã đúng mắc rồi. Về. Cho mình thấy là vậy đó. Thì em nghĩ là vậy. Nãy em vừa lại em thấy con bướm đậu đó. Đó thì em cũng thấy anh ngồi đây nữa. Thì hồi còn sống là cậu năm hay làm từ thiện lắm. Nói chung là cậu làm từ thiện khắp mọi nơi nhưng mà không ai biết hết á, tại vì á là cậu không có quay hay là quảng cáo cái BR hết. Nhưng mà khi mà cậu mất á thì mọi người mới biết được. À, những người được từ thiện mới đến viếng cậu cũng kể là những cái câu chuyện mới biết được. Theo em nghĩ thì bây giờ cậu mất rồi thì cậu cũng từ thiện như vậy thôi. Anh cũng đang thất nghiệp thì mong là cậu sẽ chứng cho anh là sẽ có công ăn việc làm trong thời gian sắp tới ha. À, hy vọng là như vậy. Nói chung là giữa trưa nắng bây giờ cũng 12 giờ rồi mà anh đến viếng cũng rất là quý cái tấm lòng của anh. À, hồi trước đây anh làm gì anh? Công ty cũng như là nó phá sản nó cho mình nghỉ đúng không? Dạ, thì nói chung là hiện tại là Bình Dương là cũng đang rất là nhiều công ty cũng gặp cái tình trạng là cho công nhân nghỉ việc rồi cũng khó tìm việc lắm, tại vì nhiều khi mình lớn tuổi nhiều khi nó nhận trẻ trẻ đúng không, lại có bằng cấp này nọ rồi nhiều khi mình không có bằng cấp thì nó cũng khó nhận. Rồi, một ngày mà được mà đưa lên cậu tới đây. Có ngày mới Sài Gòn thì lên đi xe luôn á. Dạ. Để đưa cho cậu lên cứ đứng bên kia. Dạ. Lên nghe cái vàng của cậu á. Dạ. Bên hồ quản cậu lên nè. Dạ. Xong với cậu đây xong. Xong là mình đi vào với quá đông mình chen không được. Thì bây giờ là anh đang ở đâu à? Mỹ Phước 2. Hồi nào mình có gặp cậu Năm ở ngoài đời lần nào chưa? Có. À, cũng có gặp rồi ha. Lúc đó đi xem hát hay sao? Đúng rồi. À, nhưng mà mình chỉ là xem thôi, nhưng mà có bao giờ mình lại gần được không? Không, chỉ trên sân khấu là cậu ở Trảnh, còn Năm là ở Trảnh. Dạ. Còn mình ở dưới thôi. Dạ. Còn chị là trở lên, chị là bên Mỹ bên đó. À, chị dạ. Còn chị cũng là có một việc. Dạ. Bình quản như con lúc mà con Năm mắc rồi, chị dẫn được thôi. Dạ. Anh đến với phòng 1 của Cố nghe sĩ Vũ Linh bao nhiêu lần rồi anh? Đây là 4 lần rồi. 4 lần. Lần này có khác gì so với 3 lần trước không anh? Những lần trước là không ai quen mới ra, nhưng mà mình lên đây cứ cúng ngồi với giáo dục. Dạ. Tức là lần trước là chưa không thấy ai quay hết. Vẫn có người nhưng mà nhưng mà mình vẫn lên đây. Dạ. Kiếm cậu. Dạ. À, giấy của năm kia thì mình ghê. Dạ. Nhưng mà lần trước anh có bị thất nghiệp chưa hay là chưa? Có luôn. Cũng thất nghiệp rồi đúng không? Nhưng mà không biết là lần trước là anh đi vào buổi sáng, buổi trưa hay là buổi chiều anh? Buổi chiều. Cũng buổi chiều đúng không? Em nghĩ rằng này anh đi buổi trưa chắc là cậu chứng cho anh đó. Tại vì nãy giờ có nhiều điều linh nghiệm đó nha. Thấy bướm rồi, thấy điêu thuốc, hồng rụng tàn rồi đúng không? Mình để ý nhiều cái cũng lạ, ngay giữa trưa nắng nữa. Bữa anh đi là anh đi bên Vĩnh Cửu. Dạ. Dạ. Đồng Nai. Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
dẫn chạy ngay cái đường này, dẫn ghé vô đốt nhang cho cậu, xong với cậu giấy con đi làm kia rồi cô chạy xe bình kia đừng bị tai nạn á, yeah. Mình cũng dẫn chạy bình. Hồi sáng thì cũng có một ông cụ ông nói là bây giờ là cậu Năm là thuộc tánh là Quan Thế Âm Bồ Tát, tại vì được rất là nhiều người viếng nè, rồi cái đức của cậu để lại phải nói được rất là nhiều người biết đến, rồi hồi lúc cậu còn sống này nọ từ thiện rồi đó anh, thì bây giờ nói chung là nhiều người sẽ đến để mà thắp nhang cho cậu, rồi mong là được phù hộ một cái gì đó. Nói chung là cũng có rất là nhiều trường hợp đến đây thì cũng nói là nhờ cậu phù hộ mà đã giải quyết được một số cái công chuyện, cho nên họ đến họ trả lễ cũng được rất là nhiều người nha anh, chứ không phải là một hai người đâu. Đó, thì mong là hôm nay là cậu sẽ giúp cho anh ha. Nay mai gì là sẽ có công ăn chuyện làm để cho chúng ta có cái thu nhập nha. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ha. Chúc dạ, rồi, cảm ơn nhiều sức khỏe nha, cũng như là kiếm được cái việc làm mới. Thì nếu mà sau này mà anh có việc làm ổn định thì mong là anh sẽ quay trở lại để cho tụi em biết ha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh, chào anh, chúc anh có một ngày tốt lành. Một chai nữa anh mời anh cũng như một cái lọc của cậu Năm ha. Dạ. Dạ. Vâng, cô chú anh chị và các bạn vừa nghe một cái câu chuyện tâm linh của một người anh đến từ miền Tây, nhưng mà hiện bây giờ đang làm ở đang hất nghiệp ở ở Bình Dương, đang hất nghiệp ở Bình Dương. Nói chung á là cái đó thuộc về chuyện tâm linh. Ốc tiêu cũng không tin lắm đâu, nhưng mà thật sự cái là ốc tiêu rất là tin cậu, rất là tin cậu Năm. Vâng, bây giờ anh ấy đốt một điếu thuốc tiếp theo nhé. Hai cái điếu thuốc ha. Dạ. Thì mong là anh sẽ có công việc. Tại sao? Đến đây thì vâng, chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Bóc Tiêu. Blog Bóc Tiêu đang ở phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Phần cố nghệ sĩ Vũ Linh là một người đa sắc đa tài, một người khiến nhiều người mến mộ, cũng khiến nhiều người phải rơi nước mắt khi biết chú mất nhé. Vâng, đây là những di ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn thân mến. Quý vị và các bạn theo dõi kênh, nếu thấy kênh hay thì quý vị và các bạn có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Vâng, có một chị gái. À, không biết chị đến từ đâu rồi chị? Hậu Dương một, dạ. Chị đến mộ của chú được bao nhiêu lần rồi chị? 2 lần, dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Chị đang chụp ảnh bên mộ cụ cố nghệ sĩ Vũ Linh, cho nên không có thể nói chuyện nhiều với mấy mình được. Vâng, ở mộ cụ cố nghệ sĩ Vũ Linh thì có rất là nhiều hoa nhé. Điều đặc biệt cái là hoa phong lan rất là đắt luôn các bạn, nhưng mà nhận vị khán giả khi đến đây hương tiếc cho cố nghệ sĩ Vũ Linh mua một chậu hoa lan, tuy là nó mất tiền nhưng mà nó cũng
tôn lên cái vẻ đẹp khi một người tỏ lòng thành kính với một người nào đó nhé các bạn. Vâng, di ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Di ảnh này rất là lạng tự nhé các bạn. Cái này là do một chị ở Hà Nội, một chị ở Hà Nội gửi tặng cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Qua rất là đẹp luôn các bạn, quá tươi nha các bạn. Qua ly thì của một vị khán giả ở Sài Gòn gửi tặng cho cô nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Phần video của mình cũng đã dài, mong quý vị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hân ái chào tạm biệt. Kế tiếp hả? Tắt máy.